UNA số 46, Goku hiện bao nhiêu tuổi, sức mạnh thật sự của Beerus? Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với OV Dragon. Vậy là cuối tuần lại đến và như thường lệ, chúng ta lại cùng ngồi lại với nhau trong một số hỏi đáp mỗi cuối tuần thôi nào. Nơi mà anh em chỉ cần đặt câu hỏi liên quan tới Beerus, còn lại mọi thứ cứ để bọn mình lo và để xem ngày hôm nay chúng ta có những thông tin thú vị nào nhé. Câu 1, câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay tới từ bạn OK Team. Hiện tại Goku bao nhiêu tuổi với anh? Trước tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu về năm sinh của anh khỉ trước đã nhé. Goku sinh ra vào năm 737, cho tới thời điểm hiện tại khi Arc Granola vừa kết thúc, khoảng thời gian diễn ra sự kiện này rơi vào năm 781. Đem con số này trừ đi con số 737, năm sinh của Goku, chúng ta sẽ được số tuổi của anh khỉ hiện tại là 44. Tuy nhiên, đó mới chỉ là số tuổi của Goku khi chưa tính ra vào trong căn phòng thời gian. Còn nếu như tính cả những số lần ghé qua căn phòng này thì Goku đã có 3 lần vào căn phòng thời gian tại trái đất và một lần ở ngoài không gian. Chính vì thế, tuổi của Goku sẽ dao động từ 44 cho tới 48 tuổi. Câu 2. Câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Nam. Ad cho em hỏi, Gohan Beast và Oren Piccolo có được gọi là kỳ thần không ạ? Câu trả lời là không, dù cho cả hai thầy trò Piccolo và Gohan đều mới có được hai trạng thái hoàn toàn mới, nhưng đó vẫn chỉ là những trạng thái ở phạm vi phàm trần mà thôi. Chưa đủ sức để nâng tầm lên thần thánh như Super Saiyan God hay Blue. Chính vì thế, cả trạng thái này không hề có God Ki mà vẫn chỉ có Ki thường như bao sinh vật khác. Câu 3. Câu hỏi số 3 tới từ bạn JA.T. Ad cho em hỏi, tại sao Goku và Vegeta không dùng ngọc rồng để hồi sinh hành tinh Vegeta hay người dân vậy ạ? Em nghe nói chỉ khi nào già chết theo tự nhiên, ngọc rồng mới không hồi sinh được mà. Đối với Goku thì có vẻ chuyện này chẳng thật sự đáng để tâm, còn về hoàng tử Saiyan Vegeta, một người mang trong mình lòng kiêu hãnh của chủng tộc, cũng gần như đã có được quyết định cho câu hỏi này. Cụ thể tại chap 69 của manga Dragon Ball Super, khi đang nói chuyện về vận mệnh của người Saiyan với Beerus, Vegeta đã tin rằng số phận của người Saiyan là bị xóa sổ sau tất cả những tội lỗi mà chủng tộc này đã gây ra. Chính vì đã nhận thức được điều đó, nên bản thân anh giàu mới không hồi sinh lại chủng tộc của mình. Có vẻ anh lo sợ rằng bản tính máu chiến của người Saiyan sẽ một lần nữa lại gieo rắc đau thương cho các chủng tộc khác trong vũ trụ. Và còn một lý do đặc biệt khác nữa, đó là vì tác giả không có muốn. Câu 4, câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Trần Anh Hào. Ad cho em hỏi là sau khi Frieza luyện tập 10 năm trong phòng tập thời gian, thì ở trạng thái Golden có thể đánh được với Broly chưa? Phòng Ad trả lời. Theo mình nghĩ thì dạng bao cát vàng của Frieza đã có thể làm được điều này, thậm chí còn có thể giành chiến thắng trước Broly. Dù đây không phải là một trận đấu dễ dàng đối với thần làn Frieza, sau quá trình tập luyện 10 năm, chúng ta có thể thấy Frieza đã mạnh lên rất nhiều. Ở dạng Black, hắn ta gần như đã ao trình hoàn toàn so với hai trạng thái mạnh nhất của anh khỉ và anh rau, dù cho cả hai đang ở dạng full thể thực. Và trong một số hỏi đáp gần đây với kèo so sánh giữa bộ ba Saiyan là Goku, Vegeta và Broly thì mình cũng đã có đề cập tới thông tin được trích ra từ buổi phỏng vấn của tác giả Toyotaru về thứ hạng sức mạnh của ba chiến binh này. Và thật sự ở thời điểm Arc Granola được diễn ra, sức mạnh của anh khỉ và anh rau đã vượt qua được Broly. Và với những dữ kiện kể trên thì mình tin rằng trong lần trở lại này, Frieza không chỉ có được sức mạnh mới từ dạng Black mà giờ đây ngay cả dạng Golden, trạng thái mà chúng ta vẫn hay gọi là bao cát vàng, cũng đã trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Chính vì thế, dạng Golden của Frieza giờ đây hoàn toàn có thể sử dụng để choảng nhau với Broly, chứ không còn là một bao cát tập đấm như ở thời điểm Broly ra mắt nữa. Câu 5. Câu hỏi số 5 trong số hỏi đáp ngày hôm nay tới từ bạn Lumius Kitter. Hiện tại, những kẻ mạnh nhất vũ trụ đang là Goku, Vegeta, Broly và Frieza. Ad nghĩ sau này Frieza trở thành phản diện cuối, hay cả bốn cùng hợp tác để đối mặt với một kẻ phản diện mạnh và nguy hiểm hơn. Theo quan điểm cá nhân của mình, thì mình vẫn giữ suy nghĩ Frieza giờ đây đã thay đổi và được tác giả hướng tới một vai trò mới trong tương lai, chứ không còn là một tên phản diện giống như trước đây nữa. Chính vì thế, với màn nhá hàng sức mạnh không thể ao trình hơn được nữa ở chap 87 vừa qua, mình nghĩ rằng trong tương lai nhóm của Goku hay cụ thể hơn ở đây là vũ trụ 7 sẽ phải đối đầu với một thế lực khó nhằn hơn rất nhiều. Tại đó, những chiến binh mà chúng ta đã quá quen mặt sẽ phải hợp sức lại với nhau thì mới mong có được cửa thắng. Không biết anh em thế nào, chứ bản thân mình đã quá ngán cảnh đánh đấm bị gói gọn trong quy mô hành tinh của vũ trụ 7 sau Arc Granola vừa qua. Dragon Ball Super được tạo ra với một quy mô rộng lớn với đa vũ trụ, hàng loạt chủng tộc được giới thiệu. Ấy thế mà xoay quanh vài phần gần đây thì Goku và nhóm bạn của anh khỉ vẫn chỉ đang chiến đấu với những thế lực trong chính vũ trụ của họ. Hết ác nhân từ thời ăn lông ở lỗ cho tới hàng loạt chiến binh mạnh nhất vũ trụ được xuất hiện mà chẳng giải quyết được gì, ngoài cảnh đánh đấm để phân định xem sức mạnh của nhóm Goku đang ở đâu. Vì thế, mình mong rằng quãng nghỉ hiện tại sẽ giúp cho hai tác giả có thể có thêm thời gian để nhìn nhận lại được con tinh thần của mình và hướng nó tới những phần chuyện hay hơn trong tương lai, thay vì một Arc Granola tràn ngập chỉ trích tiêu cực và không có quá nhiều thứ nổi bật. Đã tới lúc mà Beerus cần phải khai thác khái niệm đa vũ trụ mà chính nó đã vẽ ra từ đầu. Đã tới lúc mà nhóm Goku cần phải vượt qua được ranh giới của vũ trụ 7 để tìm những thử thách mới. Những thử thách sẽ giúp cho anh khỉ và anh rau có thể tăng tiến thêm sức mạnh của bản thân một cách hợp lý. Thay vì việc nghĩ ra hàng tá các nhân vật từ đâu đâu để rồi thông qua ngọc rồng trở thành chiến binh mạnh nhất và trở thành những đối thủ mà anh khỉ và anh rau cần phải vượt qua.
Những khái niệm mới, những luật lệ mới về đa vũ trụ từ lâu chính là thứ đã luôn thu hút các fan Pyrom chúng ta tìm hiểu và khám phá. Vì thế mình mong rằng trong những phần tiếp theo, Dragon Super sẽ phô diễn ra được thế giới rộng lớn mà nó đã mở ra, những thế lực hùng mạnh ở cấp độ thần thánh và những luật lệ mà buộc các vị thần không thể nhúng tay. Và chính tại đó, đất diễn để cho các chiến binh mạnh nhất tới từ khắp các vũ trụ sẽ được thể hiện, nơi mà họ sẽ phải hợp sức lại để đối phó với hiểm họa chung mà đa vũ trụ đang gặp phải. Câu 6. Câu hỏi số 6 là của bạn Bruno Benandes. À, cho em hỏi trong biệt đội Ginyu có Rikomi em thấy giống người trái đất. À, giải đáp giúp em nguồn gốc của Rikomi với ạ. Thật ra có nhiều chủng tộc trong Pyrom được vẽ dựa theo nguyên mẫu của người trái đất. Ngoài chủng tộc của Rikomi thì chúng ta cũng có thể thấy rõ người Saiyan cũng gần như có ngoại hình tương tự. Duy chỉ có một vài điểm khác biệt để phân định giữa các giống người với nhau mà thôi. Và trong câu hỏi này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về Rikomi, người đã từng bón ngập hành cho anh Rau và Gohan thành tinh nắm ấy nhé. Rikomi thuộc một giống loài chủng tộc chưa rõ tên, tuy nhiên các thành viên của chủng tộc này có ngoại hình tương đối giống so với người trái đất, chỉ có điều là họ sẽ thường to lớn và mạnh mẽ hơn mà thôi. Tất cả các thành viên trong chủng tộc này dường như đều thiếu vắng đi sự hiện diện của lông mày, và trong một số thời điểm không xác định, Frieza đã thu nạp giống người này vào quân đội của anh ta. Với Rikomi là một người đặc biệt nhất được tuyển chọn vào lực lượng Ginyu. Giống như các thành viên khác trong đội, sức mạnh đặc biệt của Rikomi được bắt nguồn từ thời thơ ấu của anh ta. Rikomi đã luyện tập khiêu vũ, đó là lý do vì sao mà anh ta lại có được những phản xạ nhanh nhạy cũng như đa dạng tư thế chiến đấu như vậy. Tại thời điểm Frieza được trao lại quyền lực từ King Cole và tiếp quản quân đội Saiyan, Rikomi và lực lượng Ginyu cũng đã có mặt, và đó là nguồn gốc của Rikomi. Có lẽ chuyện gì đã xảy ra với anh ta thì chắc hẳn anh em cũng đã biết khi đọc Namek Saga rồi đúng không? Câu 7. Câu hỏi tiếp theo tới từ bạn A.E. Quốc Tuấn. Atchem hỏi, tại sao khi Goku sinh Gohan mà vẫn cưỡi được cân đầu vân vậy? Một trong số những bí ẩn lớn nhất trong thế giới Pyrom mà hiện tại chưa ai có thể trả lời ngoài tác giả Akira, đó chính là tại sao Chi-Chi và Goku lại có thể có với nhau tới tận hai người con. Trong mối quan hệ này, mình nghĩ người chủ động luôn là Chi-Chi, còn Goku thì vẫn chỉ như một tờ giấy trắng, không hề biết bất cứ một thứ gì liên quan tới vấn đề vợ chồng này cả. Và đó là lý do vì sao mà Goku vẫn có thể thoải mái cưỡi lên cân đầu vân như không, vì căn bản trái tim và độ trắng giấy trắng quanh khỉ từ nhỏ cho tới hiện tại, dù đã lên chức ông nội, vẫn chẳng thay đổi. Bằng chứng rõ ràng nhất để thể hiện cho độ trắng tinh không tì vết trong đầu Goku là tại chap 18 của manga Dragon Super, khi mà Goku không hề biết hôn là gì, cho dù bản thân anh lúc này đã lên chức ông nội. Anh Giàu cũng đủ biết sẽ mệt mỏi như thế nào khi giải thích cặn kẽ cho người bạn của mình, nên tốt nhất bỏ qua cho nhanh chuyện. Câu 8. Câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Linh Nguyễn. Đã làm rõ về sức mạnh của Beerus xem Beerus 3 đến mức nào đi ạ? Thật ra cũng không phải làm rõ, vì căn bản đa phần những thứ sức mạnh này đều đã được Beerus thể hiện trong manga. Có chăng, mình chỉ tổng hợp lại để gửi tới anh em mà thôi. Đầu tiên, Beerus thuộc top đầu thần hủy diệt mạnh mẽ nhất, đã từng bị các thần hủy diệt lao vào hội đồng, nhưng vẫn có thể cầm cự và choảng lại được với Ultra Instinct. Sau đó, ông cũng là một trong ba vị thần hủy diệt còn sót lại trên sàn đấu trong một cuộc chiến phô diễn sức mạnh của các thần hủy diệt. Người được xem ngang tài ngang sức với Beerus trong 12 thần hủy diệt là Quintella, thần hủy diệt tới từ vũ trụ 4, người từng thắng Beerus trong lần vật tay. Dù cho Goku và Vegeta ở thời điểm hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đầu khi Dragon Super được ra mắt, tuy nhiên, cả hai vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp của Mèo Gầy. Với Goku, thì trong buổi phỏng vấn tại Arc Granola giữa tác giả Toyotaru cùng với biên tập viên Victory Uchida đã đề cập tới cấp độ của cả hai. Còn với anh Rau thì trong manga đã thể hiện quá rõ. Dù cho có đang ở dạng Blue Evolution thì Vegeta vẫn hoàn toàn bị Mèo Gầy ao trình cái nhẹ. Câu 9. Câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Test 100. Cho em hỏi tại sao các nhân vật Dragon ngày xưa phá hủy các hành tinh dễ dàng, mà bây giờ sức mạnh tầm vũ trụ mà không phá hủy được, chỉ phá hủy được tí đất đá. Thật ra ở thời điểm trước đây cho tới bây giờ, tầm một vài hành tinh bị phá hủy bởi các nhân vật trong Pyrom không có gì là lạ cả, chỉ là hiện tại đã làm giảm bớt mức độ tàn phá này đi mà thôi. Và đỉnh điểm là Arc Granola, mức độ tàn phá đã bị nớp một cách thảm hại. Không chỉ có anh em thắc mắc thôi đâu, mà ngay cả bản thân mình cũng đã từng phải thắc mắc về chuyện này. Liệu có phải những chiến binh mang sức mạnh cấp độ thần và đang là những chiến binh mạnh nhất vũ trụ đánh với nhau hay không? Hay đây chỉ là hai võ sĩ đơn thuần thi đấu với nhau tại kỳ đại hội võ thuật tại trái đất giống như trước đây mà thôi? Có quá nhiều thứ cần phải nói tới ở Arc Granola và mức độ tàn phá của trận chiến giữa các chiến binh tại đây không cần nói tới, anh em cũng đủ biết nó ảo ma tới mức nào. Kiểu gì mà các chiến binh mang sức mạnh hàng đầu mà đánh đấm mà hiếm hoi lắm mới gãy được một cái cây hay nứt một phần đất, hay mặt đất xung quanh cũng chẳng có gì là bị đè nén cho những pha tăng sức mạnh ở cấp độ thần thánh cả. Và điều này khiến mình tự hỏi, liệu vật chất thành tinh Siriu còn cứng hơn cả Kachikachin và liệu được sử dụng để tạo ra sàn đấu của giải đấu sức mạnh hay sao? Khi mà vật liệu cứng nhất đa vũ trụ còn bị các chiến binh tại đây cày phá, đánh tan nát, ấy thế mà hành tinh Siriu lại gần như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Câu 10. Câu hỏi cuối trong số giải đáp ngày hôm nay tới từ bạn Thành Mai. Hakai có thể hủy diệt bất kỳ ai không ạ? Như thiên sứ. Đối với thiên sứ thì không, Hakai thật sự bá đạo như chúng ta vẫn nghĩ, thậm chí ngay cả tiêu diệt một người bất tử, Hakai cũng bó tay. Cụ thể đây là tại chap 26 manga Dragon Super, khi Goku đề cập tới việc
Anh đã sử dụng Hakai để tiêu diệt Yamasu và tin rằng nó có thể, nhưng Berus đã bác bỏ rằng điều đó là không thể. Đấy còn mới chỉ là những sinh vật bất tử thôi đó, để đem ra đe dọa các vị thần khác. Cụ thể như thiên sứ thì Hakai chẳng khác gì một chiêu thức tầm thường cả. Thứ mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại là Erase của Zeno, thứ có thể xóa sổ mọi thứ. Và đó là toàn bộ nội dung mà mình muốn truyền tải tới anh em. Như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình có một shop bán tranh, drum ball và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Video tới đây cũng đã hết rồi. Cảm nghĩ của anh em sau khi xem xong video này là như thế nào? Và nếu có những chủ đề hay mà anh em muốn bọn mình làm, hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Và nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh, cũng như nhấn vào nút chuông ở ngay bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Hiện tại thì bọn mình đang rất cần những lượt like và lượt share ủng hộ từ phía anh em để có thể giúp cho OV Dragon trở lại một lần nữa. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!